Vâng, xin chào anh em nhé. Thì tiếp theo cái cuốn video này thì liền kề luôn là mình vẫn tiếp tục quay cái cây hàng hoa quả và hàng hoa ở nhà bác Quảng nhé. Đấy, đây. Đây thì bây giờ bác Quảng giới thiệu cho anh em một cái tác phẩm sung. Đây, đằng này bây giờ nó đang lắng anh em, vẫn ngược lắng nhìn vẫn có tương đối ok. Đấy. Thì bác Quảng giới thiệu cho anh em một chút về cái sung khủng này nhỉ. Chào Yên Bonsai và chào anh em đam mê và yêu cây cảnh nghệ thuật. Vâng vâng, cháu chào bác nhé. Đấy thì tiếp tục cuốn video này thì bác giới thiệu anh em một cái tác phẩm sung. Đấy, đây là các tác phẩm chắc là khủng nhất vườn đấy bác nhỉ. Tác phẩm báo cáo với này, anh em làm chơi là đây là một cây sung. Đây, tôi sẽ đứng bên phía này có năng nét hơn. Cây sung chất trọng. Đấy, con này nét lắm này. Cây này là cây là mình làm từ bé. Rồng đất nhưng mà đã lên chậu được gần 30 năm rồi. 35 cơ. Gần 30 năm lên chậu rồi chứ không phải, nếu mà kể từ bé nó phải độ khoảng hơn 40 năm này. Lên chậu lên chậu trước là ở cái chậu tròn. Đấy. Đưa ra cái bẻ này được khoảng chục năm. Đấy, tôi sẽ đứng xa. Cây sung này là cây sung lép. Đây đứng. Nó to như này cây sung lép. Vâng, phải đứng xa 4 mét thì mới quay hết của nó. Cây sung này là cây sung lép. Đường kính của nó đây, thân của nó. Đây. Đường kinh thân cái cây này chắc nó rơi vào khoảng tầm phải sao này? 8 gang. Phải 80. 80. 80 82. Còn gốc này thì chắc nó gốc phải tầm 100, 100. Đây bên dưới này là bác đá. Đây đá. Đất, đá kè lá vùng quanh. Đây kè lá vùng quanh đất. Bên này thì mình làm cái non bộ để thả cá ấy. Đấy. Làm phong thủy. Một cây sung lép. Quả như này, quả trừ gốc bên ngoại thì hết các cái này quả trừ gốc ngoại. Quanh năm quả. Tầm này đang ngược liên lắng nhưng mình sẽ quay tốt nhất cho anh em xem cái tán rất là rộng. Cây này cao khoảng bao nhiêu nhỉ? Cây này cao từ mặt chậu lên chắc có 2 mét anh nhỉ? 2 mét. Đấy, quả nhỉ. Cao khoảng 2 mét. Cây này mình cũng làm theo cái dáng long mà coi như là bốn tay một ngọn. Đấy, cũng làm theo dáng long. Quả liên tục, nghĩa là hết đợt quả này lại đến đợt quả này. Vâng, vâng. Yên này đến hết lại quả tiếp tục này. Đúng rồi. Hết quả này quả này. Cây nghĩa là quý. Nó chéo, nó ra chéo. Hết đoạn loạt to này đến là con này, hết đoạn này đến đoạn này. Cây cây nó quý cái nó phải có quả bác nhỉ. Cây quý nó phải có quả chứ cây sung nó không có quả thì nó cái giá trị của nó. Đấy, bây giờ cái phía khác. phía kia nó đang sát tường mình không đứng được, mình chỉ quay bên này, bên này nó đang ngược lắng như là anh em hết sức thông cảm nhé. Đấy. Quả cũng đầy phất gần. Vâng vâng. Đấy, và. Đấy anh em nhá. Thì Yên Bonsai đứng ở bên này hơi vướng một tí. Bên này xem mình lét đanh. Đấy, cái mặt bên này đây. Quả sai bác nhỉ. Sai tí quả to không lấy quả to lắm đấy quả này. Đấy. Quả to này, bung to quả to này. Nhưng bắt đầu làm cái tay kia thì khoảng bao nhiêu năm làm cái tay như kiểu? Lắm. Cái tay bên trên này thôi vâng. Tay bên trên này cũng làm được khoảng cỡ lúc làm đến bây giờ nó vào tầm cỡ được khoảng 45. 45. Nếu từ sao? Đầu đến giờ nó vào 45 rồi, trước kia nó bé. Rồi mình dòng ở đất này, không đưa đây. Đưa lên chậu tròn làm xong bắt đầu mới chuyển sang cái này bây vẫn còn cái hình ảnh này của cái chậu tròn trước nó chuyển cái này. Đấy làm những cái tay chốt này. Mình... Đường lắc thân rất dẻo anh em nhé. Già lắm rồi trắng hết cây này mầm ra liên tục mầm quả ra liên tục. Vâng, hết mầm ngọn mầm kia hết quả này đến đợt quả này hết đợt quả này sang chuyển quả này gốc từ gốc lên. Cây này bây giờ bác Quảng giao lưu tại vườn bao tiền bác? Giao lưu được khoảng 75 triệu. 75 triệu. Đấy. Anh em nào yêu quý. Đấy. Là thiện chí đến tận vườn xem đúng không? Đến vườn xem. Đấy anh em nhé bác đấy, báo giá. Rất tiện đường, cái đây gần đường to lắm, chỉ cần cổng nhất tôi xuống vào đây là ui giời. Vướng đấy. Không phải khó khăn gì. Đấy một cây sung này bác báo giá là 75 triệu một tác phẩm sung này anh em ạ. Sai từ gốc lên ngọn. Làm mấy chục năm mới được tác phẩm sung như này. Quả to này. Đấy. Tí nữa cháu phải đứng lên tường cho chụp ảnh xuống thì nó mới nét được. Đứng từ đây chụp xuống nét. Đấy thì vừa rồi là một tác phẩm sung nhá. Thì tiếp theo là một cái tác phẩm, hai tác phẩm dành dành anh em nhé. Rồi. Đấy, bác đứng bên này cho nó nét đi. Đấy. Bên đấy bác đứng bên sau kìa. Đấy thì nét hơn nó quay người. Cháu lắp sâu vào tí không mưa loát. Đứng ở đây tí không mưa loát. Đấy anh em ạ. Mưa đấy nó có cái quải nước nó tạt loát nó đấy hỏng đấy. Một tác phẩm dành dành rất là già. Nghiên cứu xem. Cho sâu vào đi cho. Thế này không vào đâu. Đây nước vào nó hỏng mất khí. Một cây dành dành cốt chậu rất lâu năm anh em nhé. Thế này bác làm trên chậu này bao nhiêu năm rồi? Tôi làm vào hơn 30 năm rồi.
Hơn 35. Hơn 35 cây ngành rồi. Đâu làm một tác phẩm hơn 35 thì các bạn biết đầu là tiên, cái ngắt đầu tiên ngắt cắt là ngắt cắt đầu tiên đi. Ngắt cắt đầu tiên đi. Và may mà nó có cái cơ của đây ngắt cắt nữa, và đây một cái ngắt cắt quyết định, đây là cắt quyết định làm của ngọn này. Và ngắt cắt đầu tiên của nó đi. Làm một cái rất côn đúng không? Ngắt cắt đây đều to đùng cắt đây. Đấy. Dành lâu lắm, nó không như làm cái khác. Đúng rồi, cháu làm mình dành lâu lắm. Nó có độ chun của nó cái này mà già có độ chun này. Đấy, một cây dành dành rất khủng. À xin lỗi các bạn, rất già, đấy chứ không rất khủng. Nó chỉ cao khoảng tầm chắc tầm khoảng tầm 60 nhỉ. 60. Cứ 70 phân. Đây mặt là 70. À, tính cả lá là 70. 70 phân bên trường này khoảng cỡ 80, trong này 80. Đấy. Cây này chun cây vàng đồng này nhỉ. Hết đi đây, hết, đồng không, còn không còn đi nữa. Cây này hết đi y luôn, hết đi y mới chuyển. Y trắng bên hỏng rồi. Đúng rồi, cây nó phải chuyển sang tầm vàng đồng mới gọi là già. Đi y thì nó gọi là chỉ gọi là tương đối thôi. Cây này nó rất là già anh em nhé, dăm thì dày rồi, đợt này bấm dăm chơi thì phê rồi. Cây này mình cũng làm coi như là ngũ phúc là cũng một quan tử đứng sau. Và coi như là bốn tầng nữa. Làm theo cái lối truyền thống của các cụ là làm lối cổ. Đây anh em ạ. Ngắm cây mà cứ già nhìn là phê rồi. Đấy. Nhìn lá cây nhỉ. Cái này tí nào chụp với ảnh đèn cây này đẹp hơn. Vì cây này nó không có chỗ đứng. Đấy. Tiếp theo bên đây là một cây dành dành nữa này. Đấy, một cây dành dành. Đôi đây có một cây sung rất đẹp anh em nhé. Đấy. Cái sung này nhìn trong nó VIP này. Cây nhỏ anh có võ. Cây này thì mình đang làm chứ chưa hoàn thiện như cây thành phần. Vâng. Cây này thì nó lon cây hơn cây kia. Cây này lon hơn mới đang làm. Cây kia thì nó già, nó tầm hoàn thiện cây, rồi. Cây kia đã làm xong, cây này mình cũng làm dáng lông. Con này chắc phải tầm vài năm nữa. Con này cũng có con, mình cũng làm con từ dưới. Vâng. Cây này cũng làm theo dáng lông. Có một con từ dưới. Đấy, cây này thì làm trên chậu lâu lắm. Xong tương lai thì nó cũng một cây nhẹ thì cũng già đấy nhỉ. Cây này bác làm bao nhiêu năm cây này rồi? Cây này làm hơn 20 năm. Hơn 20 năm rồi. Lâu lắm. Cũng nên làm từ cái lúc mà lúc ấy luôn. Lúc còn nhỏ bằng này này. À. Ba giờ cây của nhà mình dòng đất. Cũng bắt bác một số cây. Bác bắt đầu làm từ tay này à? Bắt đầu làm từ tay đấy. Ui giời. Đây nó có mấy cây này không bẻ không đây. Lâu lắm nhỉ. Làm một cái có cái cây dành dành kia cũng rất già. Làm tay đơn là làm tay 1, tay 2 thì còn ngọn là tay 3. Nếu mà nó mà đạt được cái đỉnh cao nữa thì mình sẽ cắt cây đi. Để cái này đúng không? Cắt cây này không? Cắt cây để cái này đúng không? Nếu mà làm đỉnh cao nữa đang chờ này thôi. Vâng. Cắt cây đi. Thì lâu lắm bác nhỉ. Đây này, cái năm 2 năm rồi đấy. Thế chính tỏ là bác nhìn cây dành dành của cháu bác mới hiểu là người ta cắt một cái sẹo to mà nó đầy như thế mà. Mười mấy năm mới được cái sẹo. 2 năm rồi mới được cái mầm này. Đang chờ mầm này lớn lên to thì cứ cắt cây đi. Để tay này tay rơi và tay này tay 1 và tay này 2. Và đưa đây sẽ bắn sang đây là tay 3 tay 4 cũng có hướng cả rồi, nhưng mà nó phải chờ thời gian. Thế bây giờ muốn cắt cái đấy to thì bác phải bỏ cái cây này, cái này đi, nó mới luôn đấy được. Đấy. Làm một cái tác phẩm kỳ công dã man nhỉ. Hai cái khác nhau. Cây dành dành bên kia già các bác ạ. Đấy, cây đấy làm bao năm rồi cây đấy. Ở bên đây là có một cái tác phẩm sung nữa này bác này. Bác giới thiệu anh em một cái phát tác phẩm này thì hoàn thiện rồi bác nhỉ. Cây này thì hoàn thiện rồi. Một cái tác phẩm sung. Cây này thì hoàn thiện xong 100% rồi. Giờ chỉ có bấm dăm mà chơi thôi. Bấm thêm dăm rồi đúng không? Dăm chứ không có làm. Đây là cây sung nếp. Cây sung nếp. Cây này có quả chưa bác? Cây quả nhiều chứ. À. Cây này giao lưu nhiều tiền không bác? Cây giao lưu 12 triệu. 12 triệu. Cây tay quả đây này. Tương đối hợp lý. Nhưng mà mình căn bản cơ bản nhất là mình cắt nó tàn bạo quá để mình thích chơi một cây. Vâng. Nhưng mà nó mang cái tính chất nghệ thuật. Thế nhưng mình cắt nhiều quá. Nên quả phát triển cũng kém. Làm này đỉnh nhé bác. Đây là tay quả hết đây. Tay quả hết đi. Để bấm làm một tác phẩm này. Căn bản là cây những cây ở dưới sân nhà bác tinh làm mười mấy 20 năm được cái cây thì chắc là nó phải. Đấy. Tứ diện như nhau luôn cây này. Nếu mà 12 triệu một tác phẩm như này thì tôi thấy là khá hợp lý. Không đắt một tí nào. Những cây đắt thì tôi bảo đắt, những cây này khá hợp lý. Như cây hôm qua nhiều cây hoa báo giá đắt thì tôi bảo đắt, nhưng mà cây này 12 triệu một cây này thì đây. Cây nghệ thuật rồi. Bẻ của nó các bạn. Tương đối to. Không nếp đấy, dòng không nếp lá to. Nói chung là cứ để thời gian nữa cháu yên mà cứ vẫn giao lưu nhỉ, cái này giao lưu đúng không?
cháu Yên sẽ mua một số cây của nhà chú Quảng về. À, thì bên đây cháu thấy có một đôi mẫu đơn nữa bác nhỉ. Bác giới thiệu anh em đôi mẫu đơn này nhỉ. Đây anh em nhé. Bên đây có một cái đôi mẫu đơn cũng tương đối khủng. Đây. Đây là một cây mẫu đơn một thân anh em nhé. Cây mẫu đơn này vành gốc chắc nó khoảng tầm 20. Cái này vành bác đo được bao nhiêu bác ơi? Cái này vành chắc khoảng tầm 27-28. Gốc của nó to quá. Còn gốc đấy mới bắt đầu đo từ cái chỗ này thôi. To quá. À, chỗ này chắc là khoảng 20. Cái này đo thử gốc xem là bao nhiêu. Cái này thoát thân 1m6 đúng không nhỉ? Nhìn đúng 1m6. Cây này mua của một ông giáo viên ở dưới ấy đây. Bao năm rồi mới bán to đấy. Cây này vào độ khoảng 7-80 năm rồi. Đây là bác đo chỗ đấy là bao nhiêu đấy? Mắt cảm giác nhìn thấy bao nhiêu? Đây cho xem này. Đây 10, chắc 20 thì chắc 30. Đâu nó 27. Đây chỗ này nó không được 10 phân, chỗ này nó được 30. Gốc đấy 30. Ừ. Bác to thử cháu cái chỗ thân này xem. Đây. Nó được bao nhiêu này? Chỗ đấy chắc nó khoảng tầm 25 nữa. Đây tên là 10 này. Được 22 này. Nó quá rồi. Đấy. Chỗ này có hõm bé, chỗ này vâng. Đây một cây mẫu đơn nha anh em, rất là già. Cái này giao lưu khoảng bao tiền bác? Bóng tàn bao nhiêu này? Vâng ạ. 40. 40 triệu một cây mẫu đơn thoát thân này. Bóng tàn già được này. Chất trọng. Vâng vâng. Chất trọng lâu lắm rồi. Cái bên đây là một cây mẫu đơn cũng 3 thân nhỉ. Cây này 3 thân. Của nó. Rồi. Con này chắc là vanh chỗ đấy khoảng 40. Chắc 45. 40, 45. 44. À, 44. Cái thân bột của nó là này. Một cây đơn ta cờ đỏ anh em nhé. Cái bột nó cũng cái này cũng 22. Vâng. Con này to hơn. Vâng, cái này bác giao lưu bao tiền cái này? Đây là giao lưu 65 triệu. 65 triệu. Một cây mẫu đơn dài 3 thân. Thân này chắc hai mấy. Thân nứt 7 cá sấu đấy. Hai cây đều thân nứt 7 cá sấu đấy. U yếu đầy này. Cổ này cổ đẹp. Cổ đẹp thân nứt 7 cá sấu đấy. Thì nó là hướng tây. Để hướng tây nó nắng phải che vào đây. Vâng vâng. Cây già. Không cắt này cắt để che. Nói chung là Yên Bonsai quay đây thì có một số cây báo giá. Cây nào không báo giá anh em có thích có thể alo nhé. Nhiều lúc báo giá trên kênh anh em lại bảo cao, lúc thì anh em cần nhằn không báo cũng bảo không báo. Đấy. Đấy thì cảm ơn anh em nhé, vừa rồi là Yên Bonsai giới thiệu cho anh em một số cây hoa quả đấy, cây sung. Ok, dành cái lục vực đấy. Anh em xem video thì nhớ like và đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé.